Hello Phú. Phú ơi, cô Thơ có nhà không Phú? Chú Bảo Bảo đợi ở đây để con vào bẩm công chúa. Cái gì vậy? Ui, lại còn đóng cửa nữa này. Bẩm công chúa, có chú Bảo Bảo cầu kiến. Cho vào. Mời chú Bảo vào. Mấy cái đứa này hôm nay làm cái trò gì vậy? Lại chơi trò đóng kịch à? Trời ơi, là màu là mè ghê luôn. Tên kia, sao ngươi thấy công chúa mà không quỳ? Ôi dồi, mấy đứa này hôm nay uống nhầm thuốc à? Bị làm sao hết vậy? Bấm công chúa, nô tài sẽ đưa hắn đi chém đầu. Ơ, thôi được rồi. Dù sao hắn cũng là bạn cũ của ta, cho nên là ta sẽ tha cho hắn. Lấy ghế cho hắn ngồi đi. Ôi trời, sợ quá. Ngồi xuống. Thôi đi về đây. Mắc mệt mấy người này ghê thật. Con đồng ý không? Thôi được rồi. Để xem công chúa này có cái gì hay ho nào. Bữa nay cũng thuê được mấy tên nô tài này. Đây là nô tỳ đúng không? Không, đây là Uyên Mama. À, Uyên Mama. Còn kia là Phu Phu Công Công. Phu Phu Công Công có nghĩa là, à đây là thái giám cái gì? Không phải, lên chức rồi, công công rồi, không phải là thái giám nha. Công công à? Công công. Công công thế có... Công công tổng quản. Công công có nghĩa là đã bị thiến rồi đúng không? Đúng. Thôi, tập trung nghiêm túc mà không công chúa đâu đi chém đâu bây giờ. Bay đâu, lấy bánh ra mời khách. Mời công chúa dùng bánh. Người là nô tỳ mới đến đúng không? Trời ơi, xem lại bộ trang phục ngươi mặc đi. Còn muốn đẹp hơn cả bộ đồ công chúa của ta nữa. Khiến hoa công chúa của ta đúng không? À, bay đâu? Đem ả nô tỳ này ra chém đầu cho ta. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, xin công chúa tha mạng. Ta cảm thấy rất là mệt mỏi với những tên nô tỳ không biết phép tắc như thế này. Thôi được rồi, đây là lần đầu tiên, cho nên ta sẽ tha cho nhà ngươi. Nhưng mà phải đi thay một bộ y phục khác cho ta, càng xấu càng tốt, nghe chưa? Dạ, nô tỳ rõ rồi ạ. A few moments later. Tự nhiên ta thấy trời oi bức quá, Uyên Uyên Mama. Công chúa đừng lo, nô tỳ đã có cách. Công chúa thấy thế nào? Thôi, tắt đi, lạnh quá. Ý của ta là bây giờ ta muốn trang điểm thật là lộng lẫy để đi ra ngoài hoa viên chụp hình sống ảo. Thấy ta thế nào? Công chúa quỳ.
mỏi chân quá đi. Công chúa đừng lo, để lô tài đi lấy kiệu. Người đúng thật là thông minh, chút xíu ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Đi lấy đi. Mời công chúa lên kiệu. Khởi giá. Hai, dừng lại. Dừng lại cũng từ từ thôi chứ. Dừng lại như vậy thì có mà công chúa té ngã. Bây giờ tự nhiên ta không muốn ngồi kiệu nữa, ta muốn cưỡi ngựa quá đi. Dạ bẩm công chúa, trong cung đã hết ngựa rồi. Uyên mama, chăm sự nhờ ngươi. Bẩm công chúa, nô tỳ đã tìm được một con tuấn mã. Đâu? Trời ơi, con này mà là con tuấn mã gì? Con này là con tuấn heo thì có chứ tuấn mã gì? Mệt mỏi luôn ấy. A few moments later. Hóa ra là dùng tiền để mua chuộc mấy đứa này à? Em tưởng là mấy bạn này bị dở hơi, ai ngờ là chỉ có mỗi chị Thơ dở hơi thôi, còn mấy bạn này chỉ là thèm tiền thôi. Thì cũng có sao đâu, thuận mua vừa bán, em thuê các bạn ấy một ngày. Đây, 60.000, mỗi đứa 20.000. Ơ, sẽ có 20.000 đủ. Ơ, sao mà chưa đủ, sáng nay gì nói là 60.000 đúng không? Dạ. 60.000 thì không phải chia ba ra là mỗi đứa 20.000 à? Không, no, 60.000 một đứa cơ. Ơ, gì mà công cao vậy, làm có một ngày thôi. Lại còn thỏa thuận không sòng phẳng nữa kìa. Lêu. Rõ là sáng nay em nói là 60.000, có nghĩa là mỗi người 20. Thế bây giờ biểu quyết đi, ai đồng ý là mỗi người 60.000 giơ tay. Đấy, ba người đồng ý rồi, trả tiền đi. Làm gì có tiền nữa mà trả. Thế thì lột hết quần áo công chúa ra. Thả công chúa xuống dưới hơi, xuống dưới hồ. Nhanh. Bắt lấy công chúa, lột hết quần áo ra, vứt xuống hồ.